Xin chào các bạn, hiện giờ mình đang có mặt tại Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, cách trung tâm Hà Nội 8 km. Viện Bảo tàng Dân tộc học được cho vào năm 1947 nhằm lưu giữ các hiện vật tài liệu phản ánh đời sống của 54 dân tộc trên khắp đất nước. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn dân tộc này có hơn 1 triệu người sinh sống. Họ sinh sống và tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền bắc, các tỉnh phía bắc. Và trong cuộc truyền thống của họ thì sao nhỉ? Nam giới họ thường mặc những bộ thường có màu trà đen, màu trà xanh, nhưng dạo gần đây họ lại chuyển sang màu âu phục. Còn phụ nữ người Thái hiện nay họ cũng có với trang phục truyền thống áo quần trắng, đen, xanh, cùng và sắc thân và váy dài đen, xuông và thêu hoa văn. Một trong những nét đặc trưng của tộc người Thái đó chính là văn hóa ẩm thực đa dạng và phong phú. Cá, gà, trâu, và nướng và các gia vị cực kỳ hấp dẫn. Tất cả các người loại gia súc và gia súc, gia cầm, thủy hải sản đều có thể nướng được. Món cá hấp dẫn vì thơm của cá, vị cay của ớt. Cho nên là món ăn đặc trưng của dân tộc Thái. Xôi chín bằng hơi, mềm và dẻo, không chín dính tay. Xôi thường được đựng vào trong những chiếc giỏ để giữ cho xôi được mềm và dẻo. Phải nói là các món ăn ở dân tộc Thái cực kỳ đa dạng phong phú các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.